Chào các bạn trở lại. Mỗi sáng khấn nguyện những điều lành cho người người, xin oán gia buông tha. Khấn nguyện đạt được những ước nguyện trong tương lai, bạn sẽ sớm được thành tựu. Pháp môn tu hành này có điểm tương ưng với mật tông và cả tịnh độ. Chữ mật trong mật tông không phải là bí mật, mà là thâm mật. Ví như người hành trì mật tông bắt một ấn niệm một chú cả vạn lần, thân tâm sẽ hòa nguyện cùng tự nhiên. Ví như pháp môn tịnh độ, người nhiếp tâm niệm Phật sẽ biết được thời khắc mình vãng sanh. Pháp môn khấn nguyện mỗi sáng Khải Toàn đã hướng dẫn dành cho người sơ học, trước là sám hối tiêu trừ nghiệp tội, sau là đạt được thành tựu như sở nguyện. Chúng ta chưa phải là bậc đại tu hành, vì thế vẫn còn bị âm dương chi phối, không thể thoát khỏi oán gia trái chủ. Nghiệp bất thiện còn nhiều, càng bị âm dương chi phối, ma chướng, oán gia trái chủ không có nổi phút giây thanh tịnh trong chính tâm thân này. Nếu bạn có những hoài bão làm mãi chưa thành, gần đến đích lại gặp chướng ngại. Nếu bạn mãi trong đau khổ phiền não, dù rất nỗ lực nhưng chưa thoát khỏi. Hôm nay, Khải Toàn xin chia sẻ vài phương pháp có thể hóa giải ma chướng, có thể hóa giải oan gia trái chủ, giúp bạn vượt qua đau khổ, giúp bạn đạt được thành tựu như sở nguyện. Ma chướng. Ma là mây mờ, chướng là ngăn che, trở ngại. Trong kinh Bát Đại Nhân Giác có nói về tứ ma: ngũ ấm ma, phiền não ma, thiên ma và tử ma. Ngũ ấm ma là năm căn tánh của chúng ta: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Do si mê, chúng luôn bị lôi kéo bởi cái đẹp, thích nghe lời ngọt ngào, thích mùi hương thơm, thích vị ngon ngọt, thích xúc chạm êm ái. Khi không thỏa mãn sẽ sinh phiền não ma. Thiên ma hay ma trời là những cám dỗ bên ngoài, không phải những con quỷ mặt xanh. Giả dụ bạn đang ăn kiêng, lướt điện thoại thấy quảng cáo món mình đang thích, thế là không kìm lòng được. Giả dụ bạn vất vả trong một năm tích lũy được một số tiền lớn để làm ăn, và một hôm bạn xấu đến rủ rê mang tiền đi đầu tư để được lãi cao, nghe hấp dẫn làm theo, thế là mất sạch tiền trong một chốc lát. Ngũ ấm ma và phiền não ma là hai con ma bên trong. Hai con ma bên trong vốn đã loạn, con ma bên ngoài xuất hiện, trong ngoài câu kết lẫn nhau, kết cục chết chắc. Bạn phải hạ công phu để diệt hai con ma bên trong. Dù có bao nhiêu con ma bên ngoài vẫn không thể quấy nhiễu được mình. Giả dụ một người không có chủng tử cờ bạc, dù có bao nhiêu người rủ rê, con ma cờ bạc sẽ không xuất hiện quấy nhiễu. Không cờ bạc là nhân, bản thân và gia đình an ổn là quả. Hạ công phu diệt được ma chướng mới có chút hy vọng đạt được những hoài bão lâu nay. Thành tựu chưa thông. Thành tựu lớn nhất trong đời người của bạn là gì? Bạn đã có thành tựu nào hay chưa? Ước nguyện của bạn có mang lại lợi lạc cho chúng sanh? Vài tháng trước, Khải Toàn đi Hà Nội công việc, dành chút thời gian thăm một vị, trò chuyện và đàm đạo về thiền, về Phật học. Thầy là một vị phó giáo sư tiến sĩ, nguyên viện trưởng Viện Công nghệ Thông tin, đã chia sẻ với Khải Toàn vài câu chuyện. Cả đời thầy thường gặp nhiều may mắn, chưa có chướng ngại lớn. Khi còn trẻ, thầy ước mơ được đi nước ngoài. Nhiều năm sau, thầy được đi nước ngoài.
dù thời kỳ trước năm 80 đi nước ngoài là chuyện không dễ. Rồi thầy được thành tựu, nhiều thành tựu trong công việc giảng dạy, trong đời sống. Những năm gần đây, thầy ước nguyện mở một trung tâm giảng dạy cho những trẻ em đặc biệt. Những sự chuẩn bị gần như đạt được, rồi lại vụt mất. Cứ như thế nhiều lần, thầy tham vấn ý kiến của em về việc tiếp tục ước nguyện ấy hay không. Khải Toàn hồi đáp: nếu ước nguyện của thầy mang lại lợi ích cho nhiều người, thầy hãy tiếp tục theo đuổi. Nếu thầy đã cố gắng nhiều cách, nhiều lần vẫn chưa đạt được, hãy thử thêm một vài phương pháp. Đó là thành tâm khấn xin và sám hối. Vì sao có nhiều người có số mệnh may mắn? Vị phó giáo sư tiến sĩ Khải Toàn gặp ở Hà Nội có một cuộc đời may mắn, đạt được nhiều thành tựu là do đâu? Rất nhiều người trong chúng ta có một đời khốn khó kém may, bản thân em trước kia cũng như thế. Sóng gió không bao giờ lắng xuống là do nguyên nhân gì? Do số trời đã định hay do nghiệp đã tạo? Nếu bạn là người nghiên cứu mệnh lý, có thể thấy được họa phước trong sinh thần bát tự, có thể thấy được vận hạn trong từng đại vận, qua từng giai đoạn của một con người. Cái sinh thần bát tự ấy là do ai ban? Nếu không nghiên cứu mệnh lý, nhưng có công phu tu học, thấu đạt lý nhân quả, sẽ hiểu được họa phước là do nghiệp từ vô lượng kiếp. Mệnh vốn kém thì cuộc đời luôn gặp sóng gió. Mệnh tốt, vận tốt thì cuộc đời luôn gặp phước. Ví như vị phó giáo sư tiến sĩ ở Hà Nội, người một đời gặp nhiều may mắn. Bản thân em khi trò chuyện với thầy, cảm nhận rõ tâm ý thầy là một người thiện lương. Người vốn có phước lại thiện lương chắc chắn sẽ được ơn trên gia hộ. Ngược lại, mệnh vốn kém, cuộc đời sóng gió, được yên ổn đã là phước rồi, huống chi nói đến đạt được thành tựu. Vì vậy, bước đầu cải tạo vận mệnh, phải thành tâm sám hối, tiêu trừ nghiệp tội, xin hoàng gia trái chủ, buông bỏ hết những lỗi lầm cũ. Có như thế mới mong đạt được những thành tựu trong tương lai. Nhiều người than rằng tôi rất khổ. Không nhiều người có được cuộc đời may mắn như vị phó giáo sư tiến sĩ kia. Trước đây, Khải Toàn quen một người cuộc đời cũng được nhiều may mắn. Tuy nhiên, cả đời gặp may chưa hẳn đã may. Cuộc đời không nhiều chướng ngại sẽ không chí tâm tu hành. Có câu phiền não càng lớn, bồ đề càng lớn. Vì vậy các bạn đừng sợ phiền não. Ở chiều ngược lại, rất nhiều người có cuộc sống kém may. Rất nhiều người nhắn tin cho em than thở rằng họ rất khổ. Công việc bế tắc, tình cảm xung đột, gia đạo bất hòa, trăm ngàn lý do khác nhau. Thú thật thì những người mang nặng tâm tư phiền não như thế, không có phong thủy nào giúp được, không có thần Phật nào gia hộ. Liều thuốc phù hợp nhất là biết nhận lỗi và sám hối. Biết nhận lỗi, buông xả đi những gì ngoài khả năng, xả bỏ cái tôi. Không có tôi thì đau khổ không có chỗ bám vào. Khi bạn nói tôi khổ là do thức thứ 6 phân biệt, là do thức thứ 7 chấp ngã, sinh ra vọng tưởng, tự phú cho mình cái khổ, nghĩ rằng cái khổ của mình là nhất. Nếu bạn đang khổ, bạn không dễ dàng chấp nhận lời này, trừ khi bạn ít nhiều vượt qua nó. Bình tâm lại sẽ nhận ra những lời dạy trong kinh hợp lý, hợp sự. Vì vậy, xả bỏ cái tôi, thành tâm sám hối là bước đầu tiêu trừ nghiệp tội. Oán gia trái chủ từ đâu?
oán nên giải không nên kết. Có oán sẽ báo oán, có ân sẽ báo ân. Con cái chướng, vợ chồng chướng, cuộc sống sóng gió là do đâu? Vì sao họ gây chướng ngại cho bạn, không gây chướng ngại cho người khác? Phải chăng do nhân duyên nghiệp quả từ bao đời? Oan gia trái chủ là những chúng sinh đến báo oán. Báo oán ngăn che chướng ngại ta trong đời này là những oan gia ta đã vô tình và cố ý gây đau khổ cho họ. Họ chưa buông xả được oán giận nên mãi theo ta trong bao đời. Vì thế mới có những việc làm ta phiền não, cho ta bao sóng gió. Cố tình là nghiệp tạo bởi thân, miệng kèm theo ý. Vô tình là nghiệp tạo bởi thân, miệng không kèm theo ý. Giả dụ bạn lên mạng xã hội, bạn nói: tôi không thích ai khoe khoang việc ăn chay. Bạn chủ đích đến một người nào đó, nhưng bao người khác cảm thấy khó chịu vì lời ấy. Thế là vô tình tạo oán cho bao nhiêu người. Có cơ hội họ sẽ báo oán. Nếu biết đã vô tình gây oán, bạn mở lời xin lỗi. Người có tâm lượng rộng lớn dễ dàng cho qua. Hành động sám hối cũng như thế. Xin oan gia buông bỏ những oán giận cũ. Vì vậy, oán nên giải không nên kết. Văn tự sám hối như thế nào? Sám hối có nhiều lối. Nghi thức sám hối, kinh sám hối nhằm hướng dẫn đến cho người sơ học thực hành. Điều cốt yếu là người hành trì có thành tâm sám hối hay không. Trong thâm tâm biết nhận lỗi của mình, người thành tâm như thế, khấn sinh từ trong tâm vẫn có thể hóa giải nghiệp tội. Nếu bạn cảm thấy đau khổ, xin bạn hãy quỳ xuống sám hối. Chỉ cần bạn quỳ xuống sám hối, pháp luân lập tức chuyển động, nhân quả xưa kia cũng sẽ chuyển động theo. Chỉ cần trí tâm sám hối, từ tâm thân này nhân quả sẽ không thể tiếp tục thấm nhiễm vào thân thể bạn nữa. Khi bạn chắp tay đảnh lễ, hãy khấn nguyện với chư Phật Bồ Tát. Nếu trong đời quá khứ hay trước kia con có gây ra bao oan trái, có phạm bao lỗi lầm, khiến con hôm nay phải chịu bao đau khổ, khiến con bị bao chướng ngại, thì ngay giây phút này con xin đảnh lễ thành tâm sám hối. Con hy vọng tất cả ác nghiệp trong quá khứ được tiêu trừ, cầu mong những oan gia trái chủ xả bỏ oán giận. Con hồi hướng đến chúng sinh từng gánh chịu thương tổn vì con, giúp họ buông bỏ tất cả oán khí, không còn vây hãm trong vòng luân hồi của con nữa, giúp họ sớm có ngày dẫn đưa về thế giới quang minh, về phương Tây Cực Lạc. Ngày ngày khấn nguyện để đạt thành tựu. Ngày ngày bạn đảnh lễ sám hối, mỗi khi đến tượng Phật hãy quỳ xuống sám hối. Oan gia sẽ xả bỏ oán là bước đầu tiên quảng kết thiện duyên. Bước tiếp theo để đạt được ước nguyện: ngày ngày khấn nguyện ơn trên, ngày ngày khấn xin những mối nhân duyên lành, những bậc thiện tri thức dẫn lối. Ngày ngày phát nguyện làm ba việc lành: phát nguyện tu lục độ hạnh Bồ Tát. Trong một thời gian ngắn, khi đủ công phu, ơn trên sẽ gia hộ, Phật Bồ Tát sẽ gia trì, ước nguyện của bạn sẽ thành tựu. Vì sao? Vì từ trường mỗi ngày bạn phát ra toàn là từ trường lành, sẽ tìm đến từ trường tương ưng. Pháp môn tu hành này có điểm tương ưng với mật tông. Chữ mật trong mật tông không phải bí mật, mà là thâm mật. Người hành trì mật tông bắt một ấn, niệm một chú, thường là cả vạn lần, thân tâm sẽ hòa nguyện cùng tự nhiên, tự khắc có công phu.
ví như người tu pháp môn tịnh độ, người nhiếp tâm niệm Phật sẽ biết được thời khắc mình vãng sanh. Pháp môn khấn nguyện mỗi sáng Khải Toàn hướng dẫn cho người sơ học. Trước là sám hối, sau là đạt thành tựu như sở nguyện. Sở nguyện của bạn mang lại lợi lạc cho chúng sanh, chắc chắn sẽ được trời đất gia hộ. Khải Toàn cảm ơn chư vị đã xem, chúc chư vị tâm thân an lạc.